Kính thưa các đồng chí và các bạn, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào đối với mỗi thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tại huyện Đông Hải, một thanh niên hai lần được Ban Chỉ huy quân sự huyện ra lệnh gọi công nhân nhập ngũ, nhưng cả hai lần, người thanh niên này đều không chấp hành. Với hành vi trên, người thanh niên này vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải khởi tố về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Nam thanh niên bị khởi tố tên Võ Chí Linh, sinh năm 1998, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hải ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với Võ Chí Linh. Tuy nhiên, đến ngày nhập ngũ, Võ Chí Linh không có mặt đúng thời gian, địa điểm đã nêu trong lệnh gọi nhập ngũ. Trước đó, vào tháng 1 năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hải cũng đã ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với Võ Chí Linh, nhưng Võ Chí Linh cũng không chấp hành nên bị xử phạt hành chính với số tiền 2.500.000 đồng. Vụ việc đang được Cơ quan Công an củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý.